Án mạng kinh hoàng, em trai sát hại chị gái con bắt ruột rồi tự sát ngay tại hiện trường. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, người em trai con chú đã sát hại dã man chị gái con bắt ruột rồi tự sát ở hiện trường tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Theo lãnh đạo công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh cho biết, khoảng 5 giờ ngày 24 tháng 12, đơn vị tiếp nhận thông tin tại thôn Lầy, xã Đào Viên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng giữa hai chị em con chú, con bắt ruột. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân là bà DTN sinh năm 1964 và người em trai con chú của bà N là DVB sinh năm 1963, cùng trú tại thôn Lầy, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, sau khi chém chết bà DTN, DVB cũng tự sát ngay hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do mâu thuẫn đất đai, nhà hai nạn nhân ở sát cạnh nhau. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.